Darwin Núñez đã trải qua một thời gian khó khăn vào cuối kỷ nguyên của Jurgen Klopp tại Liverpool. Tiền đạo người Uruguay đã mất phương hướng và mất vị trí trong đội khi anh chỉ ghi được một bàn trong 13 lần ra sân cuối cùng của mùa giải trước và chỉ đá chính trong 7 trận cuối cùng. Núñez đã tạo ra những khoảnh khắc tỏa sáng với 33 bàn thắng trong 96 lần ra sân trên mọi đấu trường. Nhưng anh lại thất thường, sự ổn định đã lẩn tránh anh. Sự thất vọng của chân sút này thể hiện rõ vào tháng 5 khi anh xóa các bài đăng liên quan đến Liverpool khỏi tài khoản Instagram của mình và sau đó không vỗ tay cho Klopp trong trận cuối mùa giải với Wolves, trận đấu mà Núñez chỉ vào sân thay người ở phút 71. Các báo cáo gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có những liên kết giữa tiền đạo này với Fenerbahce, hiện do Jose Mourinho dẫn dắt. Những tin đồn đó đã bị bác bỏ một cách dứt khoát. Liverpool cho biết sẽ không bán Núñez, người sẽ bước sang tuổi 25 vào cuối tháng 6. Mùa giải tới đây được coi là một khởi đầu mới cho Núñez tại Liverpool khi huấn luyện viên trưởng mới Arne Slot cam kết sẽ giải quyết những vấn đề khó khăn trong lối chơi của anh. Đây hẳn sẽ là một trong những thách thức lớn nhất mà chiến lược gia người Hà Lan phải đối mặt khi nhận lời kế nhiệm Jurgen Klopp. Những Arne Slot sẽ cảm thấy hài lòng và ấm cúng khi chứng kiến cảnh Núñez lấy lại được sự tự tin khi làm nhiệm vụ quốc tế trong những tuần gần đây. Với các bàn thắng trong chiến thắng trước Panama và Bolivia, anh đã giúp Uruguay đứng đầu bảng đấu và sau đó đánh bại Brazil để vào bán kết. Darwin Núñez đang tận hưởng vai trò là điểm nhấn trong đội hình 4-2-3-1 của huấn luyện viên Marcelo Bielsa và đã ghi 10 bàn trong 8 trận đấu gần đây nhất trong màu áo đội tuyển. Dù chân sút này cũng đã bỏ lỡ đến 5 cơ hội lớn, nhưng những chỉ số thống kê cho thấy anh đang dần hoàn thiện hoặc ít nhất là tiến bộ. Không chỉ có Darwin Núñez chơi hay, tuyển Uruguay giờ đây còn một loạt những tài năng trẻ khác đang khẳng định tên tuổi và nổi tiếng nhất phải kể đến Federico Valverde. El Pajarito sinh ra tại Montevideo ngày 22 tháng 7 năm 1998 và ra mắt đội tuyển quốc gia khi chỉ mới 19 tuổi. Valverde đã trở thành cầu thủ đá chính giúp Uruguay lọt vào tứ kết của Copa America 2019 tại Brazil, nơi Peru đã loại họ trên chấm phạt đền. Đến Copa 2021, anh là cầu thủ đá chính thường xuyên dưới thời Oscar Tabajet và một lần nữa lọt vào tứ kết. Năm 2022, Valverde lần đầu tham dự World Cup và đá chính ở cả 3 trận đấu mà Uruguay tham dự. Ở cấp độ câu lạc bộ, Valverde từ Peñarol và chuyển đến Tây Ban Nha khi còn trẻ. Anh chơi cho đội dự bị của Real Madrid trước khi được cho mượn đến Deportivo La Coruña. Khi trở lại Madrid vào năm 2018, anh đã gia nhập đội 1 và trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất của kênh Kiên Trắng trong 6 năm qua. Anh đã giành được hơn 10 danh hiệu, bao gồm Champions League và FIFA Club World Cup. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Valverde đang trở thành đầu tàu dẫn dắt những dũng sĩ trẻ tuổi, dũng mãnh của Uruguay chinh phục Copa năm nay. Rodrigo Bentancur là một cái tên đáng chú ý khác của Uruguay. Sinh ra tại Colonia vào ngày 25 tháng 6 năm 1997, Bentancur lần đầu tiên trở thành nhà vô địch U20 Nam Mỹ cùng La Celeste và sau đó bắt đầu hành trình của mình với đội tuyển quốc gia khi 20 tuổi, nơi anh đã chơi 50 trận, 8 trong số đó là tại Copa America vào các năm 2019 và 2021. Là một tiền vệ có kỹ năng tuyệt vời, Bentancur cũng đã chơi ở hai kỳ World Cup gần nhất cho Uruguay. Năm 2018, anh cùng đồng đội đã lọt vào tứ kết của giải đấu. Ở cấp độ câu lạc bộ, Bentancur đã ra mắt với Boca Juniors Argentina, nơi anh giành được 3 danh hiệu. Từ đó anh chuyển đến châu Âu để chơi cho Juventus, giành được 7 danh hiệu trong 4 năm rưỡi. Từ đầu năm 2022, anh đã tỏa sáng tại Tottenham Hotspur ở Anh. Sẽ không khôn ngoan khi suy diễn quá nhiều về những trò đùa vui vẻ giữa các đồng đội. Nhưng khi mà Federico Valverde đặt tên cho tiền vệ người Uruguay Nicolas De La Cruz một biệt danh mới vào năm ngoái, người ta phần nào đó đã tưởng tượng được tài năng của cầu thủ này. Valverde đã dành lời khen ngợi cho người đồng nghiệp của mình và gọi anh là De La Cruz, mô phỏng theo tên của huyền thoại người Hà Lan Johan Cruyff. De La Cruz là đội trưởng của U20 Uruguay. Anh đã tự đưa mình vào một sân khấu lớn hơn tại River Plate ở Argentina, giành chức vô địch Copa Libertadores năm 2018 và trở thành một cầu thủ có sự điềm tĩnh hiếm có. Cầu thủ 27 tuổi này thoải mái chơi ở bất kỳ vị trí nào ở hàng tiền vệ, nhưng chơi tốt nhất ở vị trí trung tâm, hoặc sau tiền đạo, hoặc lùi sâu hơn một chút. Anh có thể chơi tốt cả hai chân và rất thông minh, luôn đi trước 1 hoặc 2 giây so với pha bóng đang phát triển. Hiện Nicolas De La Cruz đang là cái tên không thể thay thế nơi tuyến giữa của Uruguay. Cầu thủ này cùng những cá nhân xuất sắc ở trên đang trở thành trụ cột của quân đoàn trong tay huấn luyện viên Marcelo Bielsa hiện tại. Những cái tên này được kỳ vọng sẽ đưa Uruguay giành được các danh hiệu cao quý trong thời gian sắp tới.